cho hết cái phần ống móng tay này vào luôn. Cái đúng là cái thịt này nó giòn anh. Dạ. Anh sát mà em nghe nó sực sực luôn á. Mình sẽ kho tất cả những nguyên liệu này lên, cho một ít rau răm vào trước. Nó mềm. Nó có chua, ngọt, mặn. Nó làm cho cái phần chả của chúng ta thêm đậm đà hơn rất là nhiều. Thơm quá, tưởng đâu cái giò sống chay này ăn sẽ bị ngán, nhưng mà không. Mọi thứ nó hòa quyện nhau đó. Cái đậu hũ tuy là mình chiên nhưng mà khi mà ăn với cảm giác nó rất là mịn. Cái vị rau răm á chị, cảm giác cái vị nó tăng lên gấp đôi. Rất là đã luôn. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.